vàng là đúng rồi, chẳng còn gì phải bàn cãi. Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân là hoàn toàn chính xác, và chỉ trừ khi Jeremy Lin không thuộc luật, cởi áo ăn mừng, nghiễm nhiên là thẻ vàng. Ngay từ tình huống giao bóng đầu tiên, bóng đã được nhồi lên cho Diogo Fagan. Xuân Hùng, và trả bóng của Xuân Hùng cho Jeremy Lin. Rất nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng cho các thủ Hải Phòng. Và người ghi bàn đó là Doãn Ngọc Tân. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 14 với một tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Doãn Ngọc Tân. Cho các thủ chủ nhà. 5 phút thi đấu vừa qua là quãng thời gian có thể nói là rất phấn khích. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cầu thủ trung tỉnh bên phía các cầu thủ chủ nhà. Cuối cùng là của Doãn Ngọc Tân. Tuấn Mạnh, nguy hiểm, Jeremy Lin có vào không? Hơi chậm, nhưng tỷ số là 2-0. 2-0 dành cho cao thủ Hải Phòng. Một sai lầm của hàng phòng ngự, sự phối hợp có thể nói là rất thiếu an toàn. Một tình huống không chia bóng cực kỳ bất cẩn của thủ môn Tuấn Mạnh. Ông Võ Đình Tân hiểu rằng các học trò của mình đang choáng váng, đang bối rối. Và ngay lập tức ông cùng với trợ lý của mình đã phải xuất hiện ở đường pit. Chúng ta cùng xem lại tình huống không chia bóng của Tuấn Mạnh không chuẩn xác, và Jeremy Lin rất bình tĩnh. Đấy là Hoài An, khá nguy hiểm. Không phải là Hoài An mà đó là Lâm Ti Phong. Đây là pha bóng mà các tiền vệ bên phía đội khách đã chơi không thực sự dứt khoát, và đã có một khoảng trống nhất định để Lâm Ti Phong thực hiện một pha dứt điểm. Quả lầy Yusuf Ture đã ngã và anh chờ tiếng còi của trọng tài. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ chủ nhà, người đã có pha đánh đầu sau đường chuyền nối của đồng đội. Đó là Lâm Ti Phong, nhưng bóng lại trúng vào xà ngang nảy ra. Khi mà Empande đang chơi thấp hơn so với Jeremy Lin. Còn ở trận đấu gặp câu lạc bộ Nam Định ở vòng 2 thì Jeremy Lin lại hoạt động ở phía sau lưng của Empande trong vai trò là người chơi mũi nhọn. Còn Jeremy Lin hoạt động rộng khắp. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lần này đã không có sai lầm nào của Lâm Ti Phong. Một pha dứt điểm tuy nhẹ nhưng bất ngờ và đủ độ hiểm để khiến cho Phan Đình Vũ Hải phải chôn chân.
thế trận của các thủ Khánh Hòa đã mạch lạc hơn, sắc nét hơn và tạo ra được nhiều nguy hiểm hơn. Rất nguy hiểm. Pha ra vào và bắt bóng có phần hơi chới với của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Xuân Hùng. Khá nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống mà Xuân Hùng đã vượt qua được Đình Nhơn. Đình Nhơn đã nằm ngã vật xuống trên sân trong một tình huống Xuân Hùng lướt bóng đi qua anh. Có vẻ như là mặt của Đình Nhơn đã vập vào vai hoặc là cùi chỏ. Như vậy là trong nỗ lực đi bóng thì cùi chỏ của Xuân Hùng đã đập vào ngực của Đình Nhơn. Nhưng không có tiếng còi của trọng tài Duy Lân. Duy trì ngày một theo mức nhanh hơn. Nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng thứ ba cho các cầu thủ Hải Phòng. Và đó là một cú đúp dành cho Jermilin. Jermilin đang cho thấy con mắt nhìn người và đánh giá của ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng là rất chuẩn xác. Không chỉ ghi bàn thắng cho Hải Phòng mà Jermilin còn đang ngày càng thể hiện được tầm ảnh hưởng trong lối chơi của các cầu thủ Hải Phòng, thay thế xứng đáng sự ra đi của Anthony Steven. Quả treo bóng của Nhật Nam. Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của Jarucaher. Chiều cao 1m93 của Jarucaher đã phát huy tác dụng trong tình huống này. Lại một lần nữa pháo hoa được đốt lên trên khán đài của sân 19 tháng 8. Chúng ta cùng xem lại. Đây là pha bóng mà Diogo Fagan đã không thể đeo bám được với Jarucaher. Nó gần giống với một tình huống dứt điểm thẳng chứ không phải là pha căng ngang. Khá nguy hiểm. Tỷ số là 3-0. Rất bất ngờ. Rất bất ngờ. Và lại là Jarucaher. Phan Đình Vũ Hải đã nỗ lực cứu thua trong tình huống đánh đầu đầu tiên. Nhưng Jarucaher đã gõ mặt đúng lúc, đúng thời điểm. Phan Đình Vũ Hải đã bay người để mà đấm bóng sau tình huống mà cầu thủ Youssef Touré đánh đầu bóng chạm vào tay của Ariano Smith. Tiền vệ thường chơi ở vị trí mỏ neo phía trước bộ đôi trung vệ của Khánh Hòa trong mùa giải trước. Ông Ngô Duy Lân vừa rồi dường như là đã đưa ra một quyết định cự ly giống như tình huống dẫn tới bàn thắng trước đó. Nguy hiểm. Tỷ số là 4-3. 4-3 và đó là một hat-trick dành cho Jermilin. 4-3. Chúng tôi đã cảnh báo rằng thời gian vẫn còn đủ để cho một trong hai đội bóng sẽ ghi được bàn thắng thứ tư. Chỉ có điều là không biết đội bóng nào sẽ ghi được bàn thắng thứ tư trước. Và đó là Hải Phòng. Jermilin. Thẻ vàng là đúng rồi. Chẳng còn gì phải bàn cãi. Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân là hoàn toàn chính xác. Và chỉ trừ khi Jermilin không thuộc luật, cởi áo ăn mừng, nghiễm nhiên là thẻ vàng. Tuy nhiên đây là thẻ vàng thứ hai. Vâng, đây là thẻ vàng thứ hai dành cho Jermilin. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Hải Phòng sẽ chỉ còn chơi với 10 người ở những phút còn lại của trận đấu này.
Tiền đạo người Jamaica có lẽ là đã quên rằng anh đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Phá bóng không dứt khoát của Wally và nó trở thành cơ hội để cho Jermilin băng vào, thể hiện sức dướn tốt hơn với một cú đạp bóng. Trận đấu giữa Khánh Hòa và Hải Phòng là một trận đấu cho thấy tinh thần quyết tâm của cao thủ Khánh Hòa là rất cao, nhưng quyết tâm là không đủ bởi hàng phòng ngự của họ chơi quá lỏng lẻo. Và như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sana Biển Việt Nam Khánh Hòa và Hải Phòng với kết quả cao thủ Hải Phòng giành chiến thắng với tỷ số 4-3, trong đó có một hat-trick dành cho tiền đạo Jermilin.